Xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 27 tháng 9 và nhận định thị trường các cổ phiếu ngày 28 tháng 9 năm 2021. Trước khi đi vào nội dung chi tiết thì cũng rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến những người cùng quan tâm đến chứng khoán. Và đi vào cái nội dung nhận định thị trường ngày hôm nay thì anh chị thấy có thể thấy hôm nay là một phiên bán ra cũng khá là mạnh. Các cái chỉ số index thì đều giảm từ mức 1,42 cho đến trên 2%, với khối lượng cũng có cái sự gia tăng cũng khá là mạnh anh chị nhé. Anh chị có thể nhìn thấy VN Index là giảm 1,9% và khối lượng có sự gia tăng. Khối lượng thì không phải là quá lớn nhưng mà nó có cũng mức trung bình anh chị nhé, trung bình và trên trung bình. Tuy nhiên là cái ở đây chúng ta thấy là anh chị thấy là cái phiên ngày hôm nay ấy, là VN Index đã thủng cái đường trung bình MA20 là cái đường màu đỏ này, và nó cũng thủng các cái mức hỗ trợ cũ này. Tức thông thường nếu anh chị thấy là nếu mà nó cao hơn những cái điểm này thì nó đang duy trì một xu hướng lên. Tuy nhiên nó thủng như thế này thì có thể nó sẽ là một xu hướng xuống hoặc là sẽ phá vỡ cái kênh sideways anh chị nhé. Trong các cái phiên trước á, anh chị có thể trở lại cái phiên ngày hôm trước mình có nhận định cái này. Nhận định E7 này thì cũng chia sẻ là thị trường đang trong cái xu hướng sideways đi lên yếu. Và tuy nhiên mình cũng nhìn thấy một số cổ phiếu test đáy rồi anh chị nhé. Hôm đó cũng có là nói là một số cổ phiếu test đáy rồi, mình cũng nói là chúng ta phải quản trị danh mục. Nếu cổ phiếu bị rũ bỏ hoặc thuộc MA10, MA20 theo kịch bản thì tốt nhất là chúng ta cũng hãy để bán đi, đúng không? Hãy để bị bán. Mình không chia sẻ là cái cách mà chúng ta sẽ đương đầu với sóng. Chúng ta sẽ không bảo thủ với sóng. Nguyên tắc là đúng thì sẽ cho lợi nhuận lớn, mà sai thì chúng ta chấp nhận bị rũ bỏ. Giống như cái quan điểm mình chia sẻ về cái phương pháp tiếp cận của cái võ phương pháp của phái võ Vịnh Xuân Quyền đấy, chúng ta luôn luôn phải mềm mềm lỏng lỏng mềm. Nếu bị rũ thì chúng ta chấp nhận bị rũ nha. Thì anh chị trở lại anh chị nhìn thấy này, thì là VN Index may là rũ, nó là một cái phiên rũ bỏ nhé, khá nhiều cổ phiếu bị rũ bỏ và tạm thời nó đang phá vỡ cái xu hướng sideways anh chị nhé, tạm thời phá vỡ xu hướng sideways. VN30 thế nhé, VN30 hôm nay thì cũng thủng MA20 và thủng cả cái phiên này đấy, ngày 21/9 này. Như vậy là nó cũng rủi ro nhé, rủi ro. HVX này thì bán ra khối lượng lớn này, chưa thủng MA20 đâu, chưa thủng MA20. HNX Index cũng chưa thủng MA20 nhưng mà nhìn chung, nếu chung mà nhìn các chỉ số index như này thì thấy là nó khá là rủi ro. Nhiều cổ phiếu hôm nay bị rút bỏ nhé, rút bỏ bằng các cái mức hỗ trợ MA10, MA20 hoặc là thậm chí còn test lại phía nền luôn. Thông thường thì nếu mà trong giai đoạn mà thị trường sideways ấy thì chúng ta có thể chấp nhận cho nó thủng MA20, có thể chấp nhận thủng MA20 chị nhé, có thể chấp nhận. Tuy nhiên là trong cái điều kiện mà rất nhiều cổ phiếu nếu mà nó test mà nó giảm sâu á, thì có thể nó sẽ tạo thành một cái xu hướng xuống. Thì nói tóm lại là cái đánh giá nhận định của mình về thị trường hiện nay á, là nó rủi ro phá vỡ sideways và tạo thành xu hướng xuống nhé. Cái này thì chúng ta cũng chưa kết luận là xu hướng xuống đâu, bởi vì khi mà thị trường mà nó đang sideways á thì nó được phép lên xuống cái đường MA20 này này. Các chị có thể nhìn thấy cái đoạn này này, đúng không? Cái đoạn này này, cái đoạn hồi hồi tháng tháng 3 năm 2021 này này nhé, nó cũng lên xuống MA20 này, hoặc là hồi tháng tháng 4 năm 2021 này, các chị thấy là cái đoạn này này là cái đoạn mà cũng rất nhiều nhà đầu tư ở đây cũng bỏ của chạy lấy người, đúng không ạ? Rất nhiều nhà đầu tư ở đây ăn vaccine sợ hãi thị trường chứng khoán, đúng không? Sau khi nhà đầu tư cá nhân được tiêm vaccine về 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 về, về cái sự sụt giảm thị trường chứng khoán thì mọi người bắt đầu sợ, mọi người sợ không mua lại, không vào nữa, không nắm giữ cổ phiếu nó, thì lúc ấy nó tự nhiên nó sẽ lên. Đó thì mình cũng chia sẻ với chị là bao giờ trên thị trường chứng khoán nó sẽ có hai loại vaccine, một loại vaccine cho chúng ta sợ hãi và một loại vaccine cho chúng ta tích cực đấy. Thì khi nhà đầu tư nhỏ lẻ mà sợ hãi thì lúc đó thị trường nó sẽ lên, đó thì nó là như vậy. Thì, tuy nhiên là đây thì nói tóm lại á, thì cái khuyến nghị ở đây á, là chúng ta vẫn quản trị danh mục tiếp. Nếu cổ phiếu bị rũ bỏ hoặc thủng MA10 hoặc thủng MA20 thì chúng ta cũng phải bán theo. Đó là cái cách tiếp cận của mình. Và trong ngày hôm nay thì không nên tham gia mua bắt đáy cổ phiếu anh chị nhé. Có một cái nữa, thực ra cái này thì mình cũng hơi chủ quan, cũng không chia sẻ với anh chị kỹ là anh chị nhìn thấy có một cái đồ thị mà số lượng cổ phiếu tốt đây này. Các chị thấy là bao giờ những cái giai đoạn thị trường lên nhé, thì cái số lượng cổ phiếu tốt nó sẽ nở ra này, và đa phần là nó cao hơn cái đường trung bình như này anh chị này. Thì giai đoạn này này, thực ra thì nó bắt đầu nó từ cái ngày này,
Đấy chị thấy là nó từ cái ngày 21 tháng 9 á, là nó cũng có cái dấu hiệu là giảm đi, có cái dấu hiệu giảm đi và nó cũng thấp hơn cái đường trung bình. Tuy nhiên lúc đó là mình đang đi theo cái thiên hướng nhận định, là bởi vì khá nhiều một số dòng cổ phiếu nó có sự phân hóa, nó tập trung cho một số dòng cổ phiếu khác, cho nên là mình cũng không chủ quan, mình không nhấn mạnh với các anh chị, nhưng thực tế thì nó cũng đã tiềm ẩn những cái rủi ro ở đây rồi. Đó đó là cái chia sẻ với chị như vậy. Đây là các cái ngành anh nhìn thấy có các cái ngành như này, thì khi mình đang lấy cái gốc là cái ngày 21 nhé, thì chị thấy là hầu như chú xuống hết, gần như chú xuống hết. Những cổ phiếu như dòng khai khoáng các thứ này thì là giảm sâu này, hóa chất thép này là giảm sâu hơn. VN Index và VN30 nó phía trên này này, chỉ có mỗi thằng hàng không là nó cao hơn thôi. Bảo hiểm thì như cao hơn này, đúng không? Dầu khí, ngân hàng, thiết bị điện là cao hơn thôi. Còn những cái cổ phiếu mà chạy được vừa rồi ấy, thì hiện nay đang rơi sâu hơn thị trường thường chung nhá. Thì nói chung là nó đang rủi ro ngắn hạn. Về nhận định của mình thì là rủi ro ngắn hạn và rủi ro phá vỡ sideways tạo xu hướng xuống. Cổ phiếu nếu mà rũ rũ chúng ta thì chúng ta cũng chấp nhận đã bị rũ thôi nha anh chị nhé, không cãi với thị trường. Thực ra này mình sẽ không cãi với thị trường. Có mình chia sẻ một cái quan điểm như thế này nhé, có rất nhiều anh chị đang đặt ra một số cái cách tiếp cận vấn đề là thị trường, cái dịch Covid chuẩn bị là khống chế được và là nới cái hoạt động giãn cách xã hội ra, và nhà nước phải chấp nhận là thay vì cái chiến lược là kiểm soát F0 thì sẽ sống chung với dịch Covid, đúng không ạ? Thì mọi người sẽ nghĩ rằng đây là nhà đầu tư lớn người ta đang rũ bỏ các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ để sau đây 1-2 tuần thị trường nó quay lại á. Mình thấy cái cách suy diễn này là cực kỳ là nguy hiểm đấy anh chị nhé. Làm như vậy là chúng ta đang đặt cược với một cách suy nghĩ mà mình thấy là nhà đầu tư lớn người ta không, người ta gom, người ta ôm ôm cổ phiếu á, người ta mua vào cổ phiếu không phải là 1-2 phiên rũ rồi đâu, nó không phải 1-2 phiên rũ rồi đâu, cho nên đừng nghĩ như thế. Tất cả là do nhà đầu tư nhỏ lẻ tự nghĩ ra, tự suy diễn thôi, chứ họ họ không nghĩ vậy và họ không làm như vậy. Đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái việc mà chúng ta đi tắt đón đầu á, mình thấy nó cũng khá là nguy hiểm đấy. Bởi vì một cổ phiếu nếu mà nó thủng khỏi cái nền giá anh chị nhé, nếu nó thủng khỏi cái nền giá, thì nó sẽ có nguy cơ là từ tích lũy trở thành phân phối nhé. Ví dụ đây như này này, mình nêu ví dụ này như thế này, là anh chị thấy là nó sẽ là đây, nó là một cái nền giá ngắn hạn đúng không ạ? Thì khi như này là nó đang phá vỡ một cái nền giá phía trên này, lát sẽ phân tích chi tiết nhé. Nhưng mà khi mà trong cái giai đoạn như thế này nó gọi là một giai đoạn sideways nhé. Nếu mà sau đấy mà cổ phiếu mà chặt chẽ hơn mà đi lên thì nó là tích lũy đi lên, tuy nhiên mà nó lỏng ra nó rơi khỏi cái này thì nó sẽ là phân phối. Cho nên là 50-50 nhá, cũng không nghĩ thế đâu. Nếu chị nghĩ thế là anh chị sẽ chấp nhận đương đầu với sóng. Tất nhiên là cũng có thể nó sẽ hồi được, tất nhiên nó cũng có thể hồi được, nhưng mà nếu mà sai, nếu nhận định đúng thì không sao, nếu nhận định sai thì cực kỳ là nguy hiểm anh chị nhá. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là rất nhiều người có nói về cách xử lý danh mục, tức là rất nhiều người sẽ nói rằng là thị trường hôm nay bán ra, sáng mai nó sẽ có kịch bản là bán ra, đúng không ạ? Nếu sáng mai bán ra hoặc tạo gap thì nó sẽ hồi, ví dụ thế, đúng không ạ? Hoặc là mai hồi thì nó sẽ như thế nào đấy. Thì theo mình ấy, đấy cái cách suy nghĩ như thế ấy, thì bản chất là nó là cái cách suy nghĩ bật dây chun, đúng không? Các anh thấy là nó bật xuống thì nó sẽ bật lên, và lên thì nó bật xuống, kiểu như thế. Thì có nhiều khi thì nó cũng đúng, có nhiều khi thì nó cũng đúng, nhưng mà cái cách như vậy thì chẳng khác gì nó bắt bắt đáy, đúng không? Các anh chị bảo sáng mai nó sẽ đạp xuống, trong chiều mai nó hồi, chẳng khác gì là bắt đáy và đoán đáy, đúng không ạ? Cho mình thấy là cái cách đấy là cũng nguy hiểm nhé. Còn cái cách tiếp cận của mình thì đơn giản thôi, cứ nếu đúng thì chúng ta nắm giữ cổ phiếu, mà sai thì chúng ta bán. Không phải là phiên hôm nay bán đâu nhé, mà chúng ta bán từ kể cả những phiên trước rồi nhé. Nếu mà các anh chị vi phạm các nguyên tắc này này thì anh chị cũng phải bán. Như thế thì chúng ta mới tuân thủ tuyệt đối và triệt để cái nguyên tắc. Như thế thì danh mục của chúng ta nó mới an toàn nhé. Đấy là như vậy. Về các cái danh sách cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ trong phiên ngày hôm nay thì không xuất hiện cổ phiếu nào cả, và cổ phiếu mà hay nên quan tâm dự kiến tăng giá T3 và cho lợi nhuận thì hôm nay cũng không xuất hiện, và mình cũng không nhận định được bởi vì không thấy cổ phiếu nào cả anh chị nhé. Chủ yếu hôm nay là liên quan đến hoạt động quản lý danh mục thôi. Thì một số anh chị hỏi á, thì theo mình thấy là nên tập trung vào những cái cổ phiếu mà trên MA10 nhé. Ví dụ mình thấy như những cổ phiếu như thế này thì vẫn còn ok này, Best này nhé, và như này đi, chọn những cổ phiếu Best này, những cổ phiếu như thế này thì mình thấy còn ổn này
Đấy, độ trên MA10 như thế di động này. Tất nhiên là đây là này, mua vào này tạo thành một cái bán ra khối lượng thấp này, bán ra là khối lượng cao này. Tất nhiên này là chưa thủng MA10 nhé. Chưa thủng MA10 thì có thể vẫn giữ được, những cổ phiếu như này vẫn giữ được nhé. Với điều kiện là các anh chị phải mua ở phía dưới đây này đang có lợi nhuận này. Các anh chị mua ở những cái điểm như thế này thì là các anh chị cũng sắp hết lợi nhuận rồi, đúng không ạ? Thì là nguy hiểm. Đấy, TDH này. TDH này thì đây là một uptrend nhé, đây là một uptrend này. Sau khi chạy nước rút này, đây là một uptrend này. Và là bán ra, hôm nay là phiên bán ra nhé, 6,8% là hình như là sàn đúng không ạ? Nhá, thì nói chung là có thằng DRH là nó đi lên thôi. HDC này chưa thủng MA10 vẫn có thể nắm giữ được. Đấy, IDG này có thể nắm giữ được. PVI này thì hôm nay bán ra 9,6% kinh nhỉ. Nếu anh nào mua bùng nổ đây là lỗ rồi đấy. Mua dưới nền này thì vẫn còn lãi này, nhưng mà mua bùng nổ là lỗ đấy. Đấy thì mình thấy là những cổ phiếu mà chạy rồi ấy thì thủng MA10 mình sẽ bán hết. Bán ngay cái phiên đầu tiên trong cuối phiên đấy, thủng MA10 bán luôn. Đấy. SGT này vẫn còn này. Đấy, BMI này ok này. Đấy chỉ còn một số cổ phiếu đó thôi, BVH này. AAS này. IPA này. VPI này. TDH này. API này. Đấy, LC này thì vẫn đang chạy lên này. DL1 này. ACV này. Đó. DGC này, DGC này thì thật sự là mạnh đúng không ạ? Anh chị thấy đây nó đây nhá. Đây là một phiên uptrend khối lượng lớn nhá, đúng không? Sau đó bán ra tiếp này. Thế bảo này nó vẫn xanh được. Đây là cũng rất là khỏe luôn nhé. Rất là khỏe luôn. Dòng ngân hàng thì có Tiên Phong Bank này là cũng khá là mạnh đấy. Hôm nay như thế mà nó giảm 3,8% rồi, mà khối lượng vẫn thấp. Nói chung là dòng ngân hàng thì còn nhiều cổ phiếu trên MA10, như MSB này. Đấy. VAB này. VBB này. Đấy. EVF này. OCB này. NAB này. Đấy. ABB này. Đấy. VAB này. KLB này, tất nhiên đồ thị nó thì không đẹp nhưng nói chuyện là trên MA10 thôi. VBank này trên MA10 này. TR này đang chạy nhé. VNH thì đang chạy nhé. Đúng không? Đây là đầu cơ rồi, đầu cơ đúng không? NF này trên MA10 này, trên MA20 này. TCH là trên này, EVE này, TNA này. Đấy, Vinamilk này, Vinamilk đồ hồi phục đúng không ạ? Thực ra nhìn đây thì thấy nó đang ở phía dưới hồi phục thôi. Nó có một phiên bùng nổ như thế này xong nó sẽ rơi rồi anh chị ạ, nó cũng rơi rồi. Đấy, AV này thì vẫn ok này. Thằng Sam này thì rơi, đây là một uptrend này, rơi thẳng cửa này. Đấy. DVG này. VTO này trên này. HBC này. Đấy, DGT này. Nói chung là cũng chả có hình mẫu nào đẹp anh chị, hầu như cổ phiếu nào chả có hình mẫu đẹp. IDC này thế này. Vẫn trên MA10 nhưng mà cũng kiệt vô rồi đấy nhé, thằng này trên 10 kiệt vô. Hút này nhé thì vẫn đây là uptrend này. Đấy thì nó chỉ nói chung chỉ có một vài cổ phiếu đẹp thôi, ví dụ chị nhìn thấy cổ phiếu DPG này là ok này nhé. Hút này ok nhé, nó có thằng gì nhỉ, thằng LC đâu, anh nhìn thấy này đâu nhỉ. Đây. Đấy. Nó chỉ có một vài cổ phiếu đẹp thôi, còn những cổ phiếu khác theo mình thấy là nên tiễn hết đi. Ví dụ mình thì tiễn nhanh lắm, không phải hôm nay mới tiễn đâu. Nếu đúng phát là tiễn ngay, nguyên tắc của mình ấy, là đúng thì sẽ là cho lợi nhuận, mà sai là mình tạm biệt ngay đấy. Các chị thấy biết những cổ phiếu như này, nó luôn luôn nó trên MA10 này rất đẹp, như cổ phiếu này thì nắm giữ thì là đẹp này đấy. Còn cổ phiếu mà đang chạy rồi nhé, mà rơi thủng MA10 là mình gần như là cuối phiên đấy là mình bán ngay, hoặc là nếu mà chạy nhưng mà trong nền này thì MA20 mình sẽ bán, hoặc trừ khi các anh chị mua những cổ phiếu nào đấy nhé mà nó ở, các anh chị mua gần dưới cái vùng hỗ trợ này. Nếu ví dụ nhé, ví dụ mấy cổ phiếu ngân hàng thế này. Đây, ví dụ các chị nhé, ví dụ đây. Rồi ví dụ các anh chị mua những cổ phiếu như này, đây là một vùng hỗ trợ đúng không? Ví dụ các anh chị mua những cái phiên như này này. Đây phải kiệt vô đúng không anh chị? Đây là kiệt vô này đúng không? Đây là kiệt vô này. Đúng không? Đây là này. Ví dụ mà mua của những cổ phiếu như thế này thì các anh chị nắm giữ được. Ví dụ thế, bởi vì các anh chị rất gần cái vùng 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 vùng, vùng vùng hỗ trợ đúng không? Bao giờ nó thủng hỗ trợ thì chúng ta chạy như thế. Thì đấy là một cách bán nhé. Cách thứ hai mà như này mà là
có dấu hiệu chạy và trong nền thì thủng MA20 mình sẽ bán. Đó. Chung của mình thì nó gần như nó lượng hóa hết rồi. Lượng hóa hết rồi. Nhưng thì anh chị hỏi tiếp là sau khi nó như thế này thị trường như thế nào thì không đoán được. Nhưng có thể là nó sẽ rơi và có thể nó vẫn sideways tiếp. Nhưng mà cái cơ hội mà để chúng ta kiếm lợi nhuận được á, như mình chia sẻ với anh chị ạ, là bao giờ nó phải có vaccine nhá. Vaccine đây là vaccine cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, anh chị nhìn đoạn này này đấy nha. Đây có phải tiêm vaccine cho anh chị đúng không ạ? Nó cũng rũ bỏ, nó cũng thủng MA20 này đúng không? Tiếp này rũ bỏ này đúng không? Đây thủng MA20 này đấy, hai lần nhá, chúng ta ăn vaccine đúng không? Chúng ta rất nhiều người chạy chạy, nhiều người sợ chạy hết, các nhà đầu tư cá nhân nó mua đây như này nhé, thì đây rũ chạy chạy hết, chạy mất dép hết đúng không? Đây này rũ cho chạy hết thì nó mới lên được anh chị nhé. Ví dụ thế thì nguyên tắc ở trên thị trường nó chỉ có hai nguyên tắc thôi, như vaccine cho sợ hãi, khi nhà đầu tư nhỏ lẻ sợ hãi thì mới lên được, hoặc là vaccine cho nhà đầu tư mà thì yên tâm thị trường không thể rơi được thì lúc đấy nó sẽ rơi. Đó đó là cái quan điểm của mình về cái giai đoạn thị trường hiện nay nhé anh chị nhé. Mình thì cũng trung lập lắm, cũng không phải tiêu cực về thị trường quá đâu. Thực ra thị trường nó vẫn là sideways đâu, nhìn đây nó vẫn là sideways. Và tuy nhiên có rủi ro là rủi ro xu hướng xuống. Rủi ro xu hướng xuống. Còn các chị thấy rằng là nếu mà sau như này, nếu mà nó rơi thủng khỏi cái vùng hỗ trợ này thì là nó có thể nó sẽ rơi nhá. Thực ra thì thị trường nó phải nên rơi. Mình nói như thế không phải là vui hay vẻ hay là như thế nào, như ý nói là tức là nó là cái nguyên nguyên tắc rồi anh chị ạ. Nếu để kiếm tiền trên thị trường chứng khoán á, nó không khó về mặt cơ bắp, tức là về mặt cơ học, ý mình là nói là giống như kiểu chúng ta đi đi làm, nếu đi làm thuê á đúng không, thì chúng ta sẽ phải bán mồ hôi lấy tiền, tức là chúng ta phải dùng dùng công sức của mình đúng không, dùng suy nghĩ của mình, dùng trí tuệ của mình đúng không. Cái chúng ta cho dù chúng ta làm văn phòng hay bất cứ cái gì thì phải đều phải theo những cái sự chỉ đạo định hướng của người khác đúng không? Gần như chúng ta phải dùng gọi là cái suy nghĩ về mặt cơ học, về mặt cơ bắp. Nhưng mà trên thị trường chứng khoán này nó là cái tư duy đầu tư. Tư duy đầu tư thì chúng ta phải suy nghĩ theo cái cách khác đối với suy nghĩ mà chúng ta đi làm cơ học đúng không ạ? Cái này chúng ta có phải làm gì đâu, chúng ta chỉ phải enter thôi mà, đúng không? Chúng ta có mức enter. Tất nhiên để enter được thì chúng ta sẽ phải phân tích, chúng ta phải nghiên cứu. Đúng không ạ? Chúng ta phải ra quyết định. Cái khó nhất trên thị trường chứng khoán là ra quyết định, ra quyết định mua, ra quyết định bán, ra quyết định không làm gì cả đúng không, ra quyết định không mua không bán và ra quyết định nắm giữ cổ phiếu. Và cái việc chúng ta dễ ở cái phần mà chúng ta thao tác kích mua kích bán á, thì nó lại rất khó về cái mặt tâm lý học, rất khó về mặt tâm lý để kiếm tiền trên thị trường chứng khoán. Cho nên các anh chị thấy rằng là mình đã bảo chia sẻ nhiều lần rồi là 90% nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ mất tiền trên thị trường chứng khoán. Cái mất tiền đấy không phải là do không có kiến thức hay là do cái gì, mà là do tâm lý nhá. Khi mà chúng ta dùng bản năng của chúng ta thì chính là chúng ta đang chống lại những cái nguyên lý chiến thắng trên thị trường chứng khoán. Đây này, ví dụ các anh chị vào đây thì chắc chắn là các anh chị lỗ là cái chắc, vào đoạn này chắc chắn lỗ là cái chắc đúng không ạ? Các anh chị vào đoạn này là các anh chị lỗ là cái chắc. Nhưng mà khi mà chúng ta lỗ, chúng ta bỏ chạy, chúng ta chán thị trường chứng khoán, chúng ta quay ra chúng ta mắng là cái bọn thân chứng khoán này nó nọ kia này, xong rồi bọn cá mập nọ kia này đúng không, rất nhiều thứ chúng ta đổ lỗi cho những nhà đầu tư lớn hay những cái, thực ra nhiều khi không phải là do họ, do chính những nhà đầu tư nhỏ lẻ của chúng ta đúng không ạ? Bởi vì chúng ta là những cái người mà không phải chuyên nghiệp đúng không ạ, và chúng ta cái suy nghĩ của chúng ta nó đang rất là bản năng và chúng ta không có cái sự đoàn kết đúng không ạ? Một người thì nghĩ lên, người nghĩ xuống, người nghĩ lên nghĩ xuống, tóm lại là những người nghĩ lên nghĩ xuống mà thiếu chuyên nghiệp mà ra hết thì thị trường nó sẽ lên đúng không ạ? Khi thị trường lên thì bắt đầu các cái dòng tiền nhà đầu tư nhỏ lẻ nó giống như là các cái dòng tiền đầu cơ á, nó sẽ lăn vào, và khi cái dòng tiền của nhà đầu cơ đủ lớn, khi những nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhà đầu tư cá nhân á mà vào lại làm cho thị trường nó loạn xạ lên thì lúc đấy nó lại rơi, mà khi mà nhà đầu tư cá nhân ra khỏi thị trường thì nó lại lên đúng không? Nó lên là bởi vì sao? Bởi vì lúc đấy nó chỉ còn những cái dòng tiền cô đặc của những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp, của những cái nhà đầu tư người ta có cái tầm nhìn lâu dài, của những chỉ còn dòng tiền của những cái nhà đầu tư người ta là nhà đầu tư giá trị, hoặc là những cái nhà đầu tư lâu dài người ta xác định là 5 năm 10 năm ví dụ thế đúng không ạ, thì họ sẽ là nó sẽ đi theo nguyên lý khác. Thì khi mà những nhà đầu tư giỏi lẻ ra thì thị trường nó sẽ lên đấy. Tóm lại thì mình cũng chia sẻ với anh chị là hai nguyên lý rồi, nhanh là nhanh hẳn mà chậm là chậm hẳn. Tức là nhanh là gì? Nhanh là nếu bị rũ là rũ ngay đúng không ạ, giống như ra đường á, mà gặp một cái đông nào mà
chẳng may mà quẹt xe của chúng ta đúng không, chúng ta xuống chúng ta bắt đầu trợn mắt lên phát và nhìn thấy cái ông kia, ông trợn mắt hơn và thôi em xin lỗi em đi ngay, ví dụ thế là nhanh là phải nhanh ngay đúng không, còn nếu gấu là phải gấu đến cùng, nhưng mà có đủ độ gấu hay không đúng không ạ. Đấy, nếu mà các anh chị đủ độ gấu thì các anh chị chỉ cần mua chứng khoán thôi, sẽ gặp máy tính lại nhá, 3 năm sau quay lại. Đấy là một cách rất là thông minh, mình nghĩ là hoàn toàn có thể kiếm lợi nhuận được. Anh chị cứ chọn những cái mã khỏe này nhá, chọn những mã khỏe. Anh chị bảo ok, tôi sẽ đánh cược vào đây. Các anh chị mua và các anh chị gặp máy tính lại, không xem mở tài gặp tài khoản lại, không mở ra 3 năm sau xác suất có lợi nhuận rất cao. Nhưng mà nếu chúng ta cứ nhảy vào nhảy ra nhảy vào nhảy ra thì chúng ta chính là những người nhà đầu tư cá nhân bản năng đúng không ạ, và những nhà đầu tư cá nhân bản năng thì thông thường là sẽ có cái kết quả không như mong đợi và sẽ đi theo cái kết quả của nguyên tắc 80 20 90 10 đây đúng không ạ, 80% 90% nhà đầu tư không kiếm được tiền đó. Thì đó là một số cái chia sẻ của mình với các anh chị. Ok, thì hy vọng là phần nào cũng giúp cho anh chị trong cái hoạt động đầu tư chứng khoán của mình tốt hơn. À, các chị đừng đừng quên là subscribe kênh cũng như nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất. Ok, chào các anh chị. Chúc buổi tối vui vẻ.